Minh Được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Canh Tý, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ ngày Canh Tý, tức can sinh chi, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bích thượng thổ kỵ tuổi Giáp Ngọ, Bính Ngọ, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân, thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Nhâm Tý, Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt, sao Thiên Phúc, tốt mọi việc, sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Giải Thần, Đại Cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục, xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa, xấu về lập nhà, sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Thụ Tử, xấu mọi việc, trừ săn bắt, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Thiên Tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao Phi Ma Sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao Ngũ Hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Đặc biệt, ngày 16 tháng 6 năm 2022, tức là ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài độ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc trong khoảng thời gian này. Với bạn tuổi Tý đang có được nguồn thu nhập chính của bạn dần được ổn định hơn trước khá nhiều. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, chỉ cần bạn chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa thì cơ hội tăng lương, thăng chức sẽ sớm xuất hiện với bạn mà thôi. Với bạn tuổi Tý hãy nhớ rằng đừng bao giờ bỏ cuộc, dù có khó khăn trở ngại nào ngáng trở đường đi của bạn đi chăng nữa. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng, điều này làm cho sức khỏe của bạn có phần bị suy giảm đi khá nhiều, sức đề kháng của bạn bị giảm sút, khiến cho bạn dễ mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp, bệnh về phế quản, phổi hoặc là các bệnh về xương khớp hay là đau mỏi người. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hãy chú ý tới chế độ ăn uống để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, cơ hội tăng lương thăng chức sẽ sớm đến với bạn. Tử vi tuổi Mậu Tý
thuộc mệnh hỏa, tình cảm gia đình không được mấy thuận hòa. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, sức khỏe bị suy giảm, cần phải đặc biệt lưu tâm. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, thu nhập được ổn định, chẳng lo thiếu tiền tiêu. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 73, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Với những mối quan hệ xã giao của bạn được tốt đẹp, mang tới cho bạn không ít những cơ hội để phát triển bản thân. Và với bạn tuổi Sửu, nếu có thể hãy nhanh tay để nắm bắt thì chắc chắn thành công sẽ sớm đến với bạn mà thôi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, các vấn đề liên quan tới tiền bạc thì bạn lại cần phải hết sức cẩn trọng. Sự xuất hiện của kiếp tài chiếu mệnh như là một lời cảnh báo, nhắc nhở bản mệnh chớ tin lời của bất kỳ ai, kéo lại tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, ngũ hành thổ khắc với thủy, điều này làm cho cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân vẫn chưa thể tìm được bến đỗ cho mình. Với bạn tuổi Sửu đã không ít lần có cơ hội tìm đến với bạn, nhưng những trở ngại lại chẳng để cho đôi bên tiến tới với nhau. Có lẽ với bạn tuổi Sửu cần phải chờ đợi thêm mới có thể gặp được nhân duyên của đời mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, cần phải cẩn trọng trong các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, mối quan hệ xã giao được tốt đẹp, tạo ra cơ hội phát triển bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, đừng có lơ là mà bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có nhiều mâu thuẫn, bất đồng lẫn nhau. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, công việc được hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 81, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng mệnh. Điều này sẽ làm cho vận trình của bạn tuổi Dần phải đối mặt với không ít những khó khăn, hung hiểm, khó lường. Và nếu như bạn tuổi Dần không cẩn thận thì bạn sẽ vướng phải những rắc rối không đáng có, khiến cho công việc của bạn trở nên trì trệ ngoài mong đợi. Lúc này với bạn tuổi Dần, bạn cần nhớ là chớ nên để lộ bất cứ sơ hở nào, bởi kẻ tiểu nhân đang rình rập chỉ chờ cơ hội để lập tức tìm cách hạ bệ bạn ngay. Và dù trong bất cứ tình huống như thế nào đi nữa, với bạn tuổi Dần hãy luôn giữ bình tĩnh và tỉnh táo mới có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt nhất có thể bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày thứ năm này, cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân thì cuối cùng cũng có được cơ hội gặp được một nửa phù hợp với mình trong ngày hôm nay, khi bạn đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng, hai người không hẹn mà gặp, cứ thế cái chuyện tình cảm có được sự hài hòa đến không ngờ nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, đối mặt với những nguy hiểm, hung hiểm, khó lường. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, nhân duyên khác giới được tốt lành, ngày kết đôi đã đến gần. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, tình cảm gia đình có được sự hài hòa, êm ấm. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, cần phải đề phòng có kẻ tiểu nhân tìm cớ để hãm hại. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện đáng kể so với trước đây. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp
3 sao tài lộc, 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 27, số 96, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tuất. Tử vi tuổi Mão, thứ năm, ngày 16 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Điều này sẽ ảnh hưởng không hề tốt lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay, đặc biệt là về phương diện tinh thần, với những áp lực vô hình đè nén khiến cho bản mệnh cảm thấy muộn phiền, lo lắng mãi không thôi. May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với ba tuổi Mão lại đang gặp được ngày của chính quan độ mệnh, cho nên công việc của bạn có phần tiến triển được tốt hơn. Với ba tuổi Mão đang dần khẳng định được năng lực của bản thân mình, bạn tích cực và chủ động nâng cao giá trị của chính mình, cơ hội thăng tiến với bạn cũng đang dần mở ra trước mắt. Ngày này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thủy mộc tương sinh. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của các cặp đôi ngày càng được mặn nồng, thắm thiết hơn. Và đây là thời điểm thích hợp để cho hai bạn có thể tính tới chuyện trăm năm về chung một nhà nữa rồi. Với bạn tuổi Mão hãy nghĩ tới tương lai hạnh phúc của cả hai người đi nữa là vừa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, áp lực về tinh thần khiến cho bạn có nhiều lo lắng bủa vây. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa vẫn cần phải chú ý nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, gia đình có được sự thuận hòa, cha mẹ và con cái tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc nên tích cực và chủ động hơn để nâng cao giá trị của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, công việc đang trên đà thăng tiến, phát triển tốt. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 67, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm, ngày 16 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay có thể yên tâm hơn về công việc của mình. Và với bạn tuổi Thìn, sau bao nhiêu vất vả ngược xuôi, với bạn cuối cùng mọi việc cũng đã dần trở nên ổn thỏa hơn trước rất nhiều rồi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn chớ nên để cho bản thân mình vướng vào những chuyện thị phi không đáng có, nhất là khi chúng liên quan tới chuyện tranh lợi đoạt tài ở chốn công sở thì lại càng cần phải đề phòng và tránh xa. Trong ngày này với bạn tuổi Thìn, mối quan hệ giữa bạn và người ấy cũng trở nên căng thẳng hơn trước khá nhiều khi bạn đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, với những mâu thuẫn từ trước cứ cháy âm ỉ để rồi bất chợt bùng nổ, khiến cho đôi bên không ngừng xảy ra tranh cãi, làm cho bầu không khí chưa khi nào nặng nề đến như vậy. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tình cảm lứa đôi có nhiều mâu thuẫn, rạn nứt là điều khó tránh khỏi. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, cần phải cẩn thận, kẻo vướng vào những chuyện thị phi không đáng có. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, với những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, công việc của bạn dần được ổn thỏa hơn trước khá nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, sức khỏe của bạn có phần bị suy giảm hơn trước. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 58, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày 16 tháng 6 năm 2022.
Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tốt đẹp hơn. Với bạn tuổi Tỵ, bạn trở nên tự tin hơn vào khả năng, năng lực của bản thân mình, đặc biệt là đối với những người đang làm trong các lĩnh vực như là khoa học, nghệ thuật, dịch vụ hay là các ngành nghề tự do. Bạn sẽ sớm gặt hái được những thành quả bất ngờ ngoài mong đợi nữa luôn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn với người ấy vì bất đồng quan điểm mà liên tục nảy sinh sự tranh cãi, to tiếng với nhau. Và cả hai vì cái tôi quá cao mà chẳng ai chịu nhún nhường ai, khiến cho mối quan hệ dần đi vào ngõ cụt nữa rồi. Ngày này, xem tử vi cho thấy, theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày có sao khuê, ngũ hành mộc, khuê mộc lang, rất xấu. Tướng tinh quân chúa sói chủ trì ngày thứ năm này. Cho nên với bà tuổi Tỵ, ngày hôm nay nên tạo tác, dựng nhà, dựng phòng, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo, kiêng cự những công việc như là chôn cất, khai trương, chỗ cửa, dựng cửa, khai ngoài về phong thủy hay là khai thông đường nước, thưa kiện, đóng giường, lót giường nhá. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn hạn chế được những rủi ro và thêm phần may mắn hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, chủ quan với sức khỏe của bản thân mình, bệnh tật có thể tìm tới bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, tình cảm đôi lứa có nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, gặt hái được những thành quả ngoài mong đợi. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, tự tin vào năng lực của bản thân mình, thành công sẽ tìm đến. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, gia đình có sự bất hòa, cha mẹ và con cái tranh cãi li min. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 85, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày 16 tháng 6 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ làm cho các mối quan hệ xã giao của bạn dần đi vào bế tắc khi không có thể có được sự hài hòa như trước nữa. Vì với bạn tuổi Ngọ chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình mà nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương. May mắn là trong ngày thứ năm này với bà tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có chính ấn che chở. Với bà tuổi Ngọ, năng lực làm việc của bạn có phần nào đã giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên trôi chảy hơn khá nhiều. Chỉ cần bạn biết khiêm tốn và chịu khó học hỏi mọi người xung quanh thì chắc chắn cơ hội với bạn còn tiến xa hơn nữa sẽ không nhỏ đâu nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia của mình lại chẳng thể nào tìm được tiếng nói chung. Và ngày hôm nay, cả hai đang có những điều nhỏ nhặt giữ trong lòng, khiến cho đôi bên nảy sinh những mâu thuẫn, tranh cãi chẳng thể nào có hồi kết. Dường như giữa hai bạn đang có những khúc mắc tiềm ẩn, và nếu như bạn tuổi Ngọ không sớm tìm ra cách để hóa giải chúng thì chúng sẽ ngày một lớn dần hơn và trở thành một mối nguy hại cho cái chuyện tình cảm của cả hai người nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim cần phải học cách kiểm soát về cảm xúc của bản thân mình, chớ nên nóng giận vô cớ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, sức khỏe được cải thiện hơn, bạn cần phải duy trì thói quen tốt đẹp, lành mạnh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ xã giao của bạn đang thiếu đi sự hài hòa. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, tình cảm lứa đôi có nhiều khúc mắc tiềm ẩn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, năng lực làm việc của bạn được khẳng định, có cơ hội tiến xa hơn nữa trong tương lai của mình.
Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 83, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Điều này sẽ chẳng thể nào mang tới cho bạn có được tin tốt lành ngày hôm nay, khi với bạn tuổi Mùi đang có quá nhiều chông gai trở ngại xuất hiện trong vận trình của mình. Chưa kể là trong ngày này đang có kẻ tiểu nhân nhắm hạ bạn đúng lúc để giở trò xấu xa nhằm hạ bệ bạn, khiến cho uy tín của bạn ngày một giảm đi trông thấy. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có họa phá tài cận kề. Với bạn tuổi Mùi cần phải hết sức tỉnh táo trước những lời mời gọi về đầu tư, về tiền bạc. Đừng chỉ vì ham cái lợi trước mắt mà bất chấp những rủi ro tiềm ẩn, tiềm tàng phía sau đó. Với bạn tuổi Mùi có thể mất cả chì lẫn chài lúc nào chẳng hay nữa đâu nhá. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có ngũ hành thổ thủy xung khắc. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm giữa các cặp đôi đang gặp phải nhiều rắc rối khó tránh khỏi. Bạn mệnh tuổi Mùi nên cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ với người khác giới, đừng có để cho những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra trong ngày hôm nay. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, thời tiết thay đổi, sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng ít nhiều. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, tình cảm gia đình chẳng thể nào được yên ấm như mong đợi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, cần phải đề phòng những kẻ đang có ý đồ xấu tiếp cận với mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, họa phá tài cận kề, bạn cần phải cẩn trọng hơn về tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, hãy tự tin hơn vào bản thân mình, bạn có thể vượt qua được những tất cả thử thách ở phía trước. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 53, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn tuổi Thân cứ thế mà băng băng tiến về phía trước. Với những thành quả mà bạn nhận được sẽ khiến cho không ít người phải trầm trồ ngưỡng mộ bạn nữa rồi nhé. Chưa kể là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm. Điều này còn mang tới cho bạn đang có được những tin vui liên quan tới vấn đề về tiền bạc nữa. Túi tiền của bạn sẽ ngày một dần đầy thêm khi bạn đang có được cơ hội phát tài nằm gọn trong tầm tay của mình. Như thế là trúng số, trúng thưởng hay là được bạn bè cho tặng hay là nhặt được tiền rơi, với bạn sẽ mau chóng chớp lấy và làm đầy túi tiền của mình nữa. Ngày này với bạn tuổi Thân á, lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Điều này cũng sẽ giúp cho nhân duyên với bạn đang vượng sắc, đặc biệt là nhân duyên với những người khác giới. Đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp dành cho mình trong khoảng thời gian này. Chỉ cần bạn mở rộng lòng mình hơn, chịu đón nhận đối phương thì tình yêu sẽ mau chóng nở hoa kết trái mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, hãy mở lòng mình để đón nhận tình cảm của đối phương. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đừng có chủ quan với sức khỏe của bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, công việc của bạn đang trên đà được thuận lợi, hãy tiếp tục nỗ lực và tiến về phía trước. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, đừng có bỏ lỡ cơ hội để đổ đầy túi tiền của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đào hoa khởi vượng đối với những bạn đang còn độc thân, tìm được một nửa tâm đầu ý hợp với mình.
Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 46, số 98, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022. Xem vận tình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, tôi chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang có điểm báo trải qua một ngày sẽ gặp phải không ít những rắc rối khi bạn đang gặp ngày Tý Dậu tương phá gây ra. Với bạn tuổi Dậu, dường như đang có kẻ xấu bụng niếm đá giấu tay, khiến cho vận trình công việc của bạn đang bị ngáng trở bất ngờ, thành quả sắp về tay rồi lại bị tụt mất ngay trước mắt nữa. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có thương quan giáng họa, điều này còn cảnh báo cho bạn đang có tai họa bất ngờ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Lúc này với bạn tuổi Dậu, bạn cần phải hết sức tỉnh táo và sáng suốt, đừng có để xảy ra bất cứ sai sót nào nếu không muốn mọi thứ bạn gây dựng từ trước tới nay tan thành mây khói. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, đây là điểm sáng duy nhất trong vận trình của bạn ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Kim Thủy tương sinh, với những hiểu lầm từ trước đó sẽ được hóa giải, bạn và người ấy ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, cùng nhau hỗ trợ và giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn, sóng gió ở phía trước. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, với những tai họa bất ngờ có thể ập đến bất cứ lúc nào, bạn cần phải chủ động đề phòng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tỉnh táo và sáng suốt trước bất cứ hành động hay là quyết định nào trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, sức khỏe có được sự cải thiện hơn trước. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, kẻ tiểu nhân rình rập nhằm hãm hại bạn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tình cảm lứa đôi được hạnh phúc như mong đợi. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 93, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay nhắc nhở bạn cần phải tránh xa những chuyện thị phi, rắc rối ở chốn công sở. Với bạn tuổi Tuất, đừng có để cho những chuyện không đáng có này cản trở con đường tiến thân, công danh sự nghiệp của mình về sau này. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, trong công việc bản mệnh cũng nên học cách hòa đồng với mọi người hơn, đừng có lúc nào cũng tự cô lập bản thân mình như trước. Với những mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa cũng có thể sẽ mang tới cho bạn có được những cơ hội phát triển không ngờ tới nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thủy thổ bất dung, điều này sẽ làm cho sức khỏe của bản mệnh đang có phần bị giảm sút rõ rệt. Với bạn tuổi Tuất, đừng có làm việc quá sức mà không chú ý tới việc chăm sóc cho bản thân mình, bệnh tật có thể tìm đến với bạn bất cứ lúc nào nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, đừng có tự cô lập bản thân mình thêm nữa. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, tránh xa những chuyện thị phi, rắc rối không đáng có. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, xây dựng các mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa sẽ giúp ích cho tương lai của bạn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, hãy học cách lắng nghe để có thể hiểu được người ấy hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, sức khỏe của bạn bị giảm sút rõ rệt. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 53, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi, thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với ba tuổi Hợi,
cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có tam hội phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn sớm tìm được sự an yên trong nội tâm của mình, đem lại cho bạn có được cảm giác dễ chịu hơn trong ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Hợi, người thân trong gia đình lúc này cũng lắng nghe bạn hơn và thậm chí họ còn mang tới cho bạn có được những lời khuyên rất xác đáng nữa. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được những cơ hội về tiền bạc. Có thể lúc này với bạn mệnh tuổi Hợi khá rủng rỉnh về tiền trong túi, nhưng với bạn hãy khoan vội nghĩ tới việc mua sắm gì để chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình, mà thay vào đó bạn nên xem xét lại các khoản nợ của mình để thanh toán chúng trước khi quá hạn. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt cho vấn đề sức khỏe của bạn mệnh. Có thể là vì bạn đang suy nghĩ căng thẳng quá nhiều trong khoảng thời gian qua, và cách duy nhất lúc này cho bạn tuổi Hợi là hãy bắt tay vào hành động sẽ giúp cho bạn hạn chế được việc nghĩ ngợi quá nhiều mà không làm. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa không bị ảnh hưởng bởi những rắc rối của người khác. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ đôi khi bạn cần phải thẳng thắn nói ra ý kiến của mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc ngày hôm nay bạn nên dành nhiều thời gian để tụ tập gặp gỡ với bạn bè. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim bạn giữ được sự độc lập trong cách tư duy của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy hãy thực tế hơn rồi bạn sẽ tìm được sự bình yên ở trong lòng. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 98, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.